Thành công Viettel chia tay sân hàng đẫy ở mùa giải 2024-2025 theo quyết định của AFC. Giải bóng đá vô địch quốc gia ở các nước châu Á phải theo thể thức sân nhà, sân khách với tối đa 2 câu lạc bộ sử dụng chung một sân đấu. Hiện tại, 3 đội Hà Nội FC, Thành công Viettel và câu lạc bộ Công an Hà Nội đang chọn sân hàng đẫy làm sân nhà và điều này trái với quyết định của AFC. Theo thông tin mới nhất, Thành công Viettel là đội bóng không được đăng ký sân hàng đẫy làm sân nhà ở mùa giải 2024-2025. Điều đó đồng nghĩa với việc Hà Nội FC và Công an Hà Nội là hai đội ở lại. Với việc phải chia tay sân hàng đẫy, Thành công Viettel sẽ phải thuê một sân mới để thi đấu ở mùa giải 2024-2025. Hiện tại, ở Hà Nội chỉ còn sân Mỹ Đình là đủ điều kiện đăng ký thi đấu, nhưng giá thuê sân lại cao hơn nhiều lần ở hàng đẫy.